Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Thuần SD. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu món Bây giờ chúng ta cùng xem qua nguyên liệu. Thank you.
Rồi bây giờ mời các bạn dùng thôi. Chúc các bạn thành công, đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube Ẩm thực Thuần SD nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.